Chào mọi người nha, trở lại kênh của em. Thì em có cái video này em giới thiệu về cái máy Atin, máy cưa Atin nha mọi người, Atin 024, cái này 42cc nha. Đó. Này là cái thiết kế nó máy dùng gia đình mà khai thác nha mọi người. Đó. Dòng này thì mọi người cũng biết rồi ha, con này chụp giật trắng tinh nè, Made in Germany nè, của Đức này. Đó. Con này được cái nữa là cái mấy cái dòng mà cái bình xăng nó trong suốt này, xài rất là ngon. Bình xăng nó còn mới tinh, tay cầm rất là mới nhé, tinh tinh, có xích còn nha mọi người, có xích. Mặt tiền làm xích này là làm nhông nha, dòng mới tinh này đều nó xài tất cả đều làm nhông hết nha mọi người, xích còn ngon nha, làm chắc khoảng 5,5 tấc nha mọi người. Này có mẫu bô cho mọi người xem này nha, xem bít tông. Bít tông là còn văn ngang nha mọi người. Cái này ấy thì quay mọi người. Bít tông còn văn ngang này nha. Đó, còn cảnh luôn. Đó. Còn cái phần phía trên này. Đó. Là nó có xước dâm li ti á, ngay chỗ đó, giống như cái chỗ cái phần khói á. Đó. Thì về mình muốn thì mình đánh ra ha, mình muốn thì mình mở bít tông ra mình đánh cho nó đẹp ha. Đánh cái phần này cho nó đẹp. Ha. Đó. Ha. Chứ không phải là quay như thế này là cái bít tông nó chết rồi nha mọi người. Đó. Nói chung là mình nói càng kỹ như vậy để anh em dễ hiểu. Chứ không là bảo bị đồ xước, đồ hư đồ mà. Nói chung là khó nói với những người không biết lắm. Atin hai ốc lam nha, đó, làm Atin zin này, nói chung là zin theo máy hết nha mọi người. Đó. Phụ tùng của dòng 024, 026 đồ, 028 đồ là rất là nhiều. Đó. Kéo hơi cho mọi người nghe này, ha, đó, nghe hơi nè, đó, mọi người hiểu không? Đó là cái mà em nói đó, muốn thì để như vậy nó vẫn nổ, nhưng mà muốn ngon lành á, ngon nhất thì mình mở ra mình vệ sinh cái đó ha, mở vệ sinh cái bê tông đó, để mình sinh trong suốt rất đẹp. À, về hàng bãi về là nó mùn cưa bụi bặm rồi là em để nguyên si ha, tại vì mình chưa có dọn. À. Máy là đủ đồ nha mọi người. À. Mọi người. Atin lọc gió này kia đủ ha, máy là em thử có lửa nha mọi người ha, em thử có lửa đó. Này về dọn dùng khá là ngon nha mọi người, nói cho anh em biết không, bảo ủa sao máy chết. Này phải lắp vô cái khớp, để tí em lắp vô cái khớp. Bô nó đây nha mọi người ha, bô nó đây còn đen thui. Đó, bô nó đây. Cái con này là kiểu như là nó pha nhớt nó cũng hơi ít này nha mọi người. Đó. Nên là dẫn đến cái nó có khói, dẫn đến khói nhưng mà nó xước sơ ngay chỗ phía trên đó. Thì anh em về lưu ý là pha tỷ lệ nhớt, xăng nhớt cho nó chuẩn nha. Đó. Rồi mình để vậy nó vẫn nổ, mình muốn ngon lành mình vệ sinh cái phần đó đi cho nó kỹ. Rồi cái con này thì em sẽ để em bớt tiền cho mọi người các cái công vệ sinh rồi. Con này để cho mọi người 4,3 triệu nha. Đó, con này 4,3 triệu nha mọi người đó. Không bao ship nha mọi người nha, không bao ship, 4,3 triệu để anh em về các cái công mình dọn, chứ thật sự bán lẻ ra không bao giờ có cái giá đó nha mọi người, đó là sự thật. 024 rồi. Anh em nào ưng á, anh em cô chú nào ưng á thì mình chốt mình chuyển tiền giúp em, cái đọc cái thông tin chuyển tiền, số tài khoản, địa chỉ ở trong phần mô tả nha.
À, trong đó nó có ghi cụ thể đó. À, rồi. Bộ làm xích rất là đẹp. Zin theo máy hết nha mọi người. Về sau mình bán vậy thôi. Đó, máy thử có lửa nè. Đó. Bít tông mở cho xem ha. Hơi rất là năng. Nói chung là hơi cực kỳ năng. Đó. Hơi bật bật bật. Chứ không phải là yếu hơi đồ gì đâu nha. Tại vì máy nó còn ngon mà. Rồi chào mọi người nha. Con này 4 triệu 3 nha mọi người. Không không bao ship. Chưa dọn. Đủ đồ nha. Máy đủ đồ.